mình đây. 5 kẹo đó 50 nè. Ủa cẳng mày ta. Thua rồi, thua 10.000 rồi. Đấy. Lỡ em thua anh mất 10.000. Đấy, mày chứ mày, mày qua mày. Mày không chơi. Trời ơi, cái dừa. Vô kìa cái dừa đi. Cái dừa không ăn giống luôn. Không, dừa này không ngon. Chưa 10 ván không? Không, không. 10 ván. Bỏ cái dừa mày lấy kinh nghiệm. Bây giờ tháng 6 dán đi rồi cật đầu. 10 ván 1 10 kìa. Em cứ bỏ cái dừa em thấy lòng người liền à. Ê. Bỏ cái dừa biết lòng người liền. Rồi, sống rồi, sống rồi. Nè, ngay lại nè, xíu nè. Bỏ cái dừa. Ô ok rồi. Bắn hết đi kha Tuấn Anh. Trời cả tem đi còn mình em sống nữa. Cả tem chứ thế rồi thầy. Đâu rồi? Cố lên. Rồi xong. Rồi, ghé vừa bỏ vô. Đồ. Cái dừa đi. Cái dừa đi. Đó thấy chưa? Bị nước bị xoắn cổ ra luôn nè. Ba ngón luôn chứ. Ờ có đâu, chứ thì tao mất tay trái dừa thì tao cũng bính hết đất có một hết à. Mất. Chó chạm giá luôn. Có ba trái gì mà. Chưa mua giảm rồi đó. Bỏ mới đi giảm mới thua thêm trái nữa đó. Anh em phải cho anh. Hả? Chúng mày trái dừa chưa? Chưa. Ủa, bữa anh bữa anh Cường nói quá trời kìa anh. Kìa. Ơi già. Quá em ạ, bây giờ không chơi được rồi. Phải có chơi dừa mới chơi được rồi. Này anh em thi máu. Ôi. Ừ. Ủa. Chưa chưa thẳng thẳng tay bắt lỗi á. Cái này là kinh gì đây? Trời hết đèn rồi. Dây 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 càng quá vậy. Chú Lộc đánh giải xong rồi là chú Lộc vô anh Tuấn Anh vô hai hiệp là anh Tuấn Anh thua. Chưa xong nữa hả? Nghe cơ quá chị. Quay bánh đi vậy. Kèo này nghe cơ chị. Chắc lâu lắm xong. Dựng lắm. Sao quá kèo ơi. Kèo sổ đỏ nha. Kèo sổ đỏ rồi đó rồi. Kèo sổ đỏ nha. Má tên tên Diêm Dương nghe ác này thế vậy. Cái này đánh buổi tối nó mới phát huy sức mạnh anh. Má bội vụ ác quá. Đánh buổi tối xong rồi thua thắng. Theo cái những cái câu chuyện ma mà anh đã được nghe là như là ở trên đây buổi sáng là dưới buổi tối đó. Đánh buổi sáng hợp lý rồi. Mồi quá. Thấy vụ mới xét kết rồi xong đây không? Thấy quá đẹp. Miếng nữa, miếng nữa. Giờ đâu biết ta đen thở. Lên người đè luôn. Đó. Ủa nó sao dạng quá ta? Bị lỗi chỏ kìa. Ta đen thở. Dư dạng quá. Có cái gì mà sao? Dạo này cá là ngang cơ. Lỗi chỏ anh. Không, thì lên dư chưa. Chưa lỗi chỏ đúng rồi. Dạng quá chưa? Ủa nó chảy không à? Không có nhìn đâu đây nữa. Mệt quá. Mệt. Em ơi, đi đi anh mỏi quá. Rồi. Ê, anh ơi. Giờ kiếm cái gì vậy? Không quá, tao giờ tao hứa luôn. Giờ đây anh em là vô kêu anh Đức cái dừa đi. Hứa luôn, không chấp mày luôn. Vô liền luôn, vẫn thua. Thì anh Khải dưới em chầu đi. Tao chắc phải xong sau cùng luôn á. Chọn xong hết sức luôn. Cố anh Đức ơi, bỏ gỗ đè anh. Ê, xuống rồi, xuống rồi. Xuống. Chưa, cái vịt. Chưa, chưa.
Úp luôn anh, úp đi, úp mạnh lên. Má này chị tập nổi rồi, giờ bắt tao kéo lại. Hai lỗi luôn à. Anh đứt lỗi kìa. Thôi mỏi quá. Giờ chờ anh Khải trái dưa thôi. À, 3 phút rồi anh ơi. Cà clip nhiêu phút vậy? Cái này được gì chưa? Thua thua mỏi quá. Ủa đang chưa thắng mà, còn chặn mà. Không có chặn nữa. Còn chặn còn mạng còn gỡ được chứ. Có là mấy thằng nam mạnh quá đánh cái giờ đầu tay rồi. Vô đây. Thôi xong mình đứt rồi. Anh làm gì mỏi lắm. Vô. Đi hồi bài liệt 30 cái rồi đó. 30 cái rồi đó. Ủa chà vậy Dennis hả? Quá đẹp lại không thích gì. Khải Dennis là anh. Em làm rồi đó. Đây anh cũng gồng rồi. Ui à. Em cũng gồng, anh cũng gồng. Rồi là mấy rồi yếu hơn rồi chịu ơi. Ý chết rồi, chết rồi. Dạ bộ quá. Thầy của anh Khải ơi. Ui, mạnh ghê. Trái dừa nào. Trái dừa đi lâu. Trái dừa là gãy tay liền. Trái dừa đi lâu. Trái dừa Khải. Trái dừa. Trái dừa, cái này không có thua đâu, trái dừa. Chú bắt kèo ai chú? Kèo chai nước chú. Bắt Khải. Chai nước chú nha. Xuống không được là tôi chết rồi. Bắt Khải. Trời ơi, mất cái đệm mà vẫn để xuống. Hết luôn 1 phút nữa. Anh mà bây giờ thấy hay. Cố lên tụi anh ơi. Mày nè. Ready go. Chào 3.000 nha nó xem. Xuống trước 30 giây là qua 3 thì anh báo. Chơi chơi. Mẹ ơi. Bạn ra đây. Go. Anh hít đi tuần anh. Cống đây. Không thủ nữa. Cảm ơn anh em đang mua qua tôi của dân thức nha. 50 rồi, từ đây em có thể xuống rồi á. Đúng rồi anh, đúng rồi anh ơi. Anh chỉ đường của anh á. Chưa. Chủ tịch cổ lên. Anh ơi. Chân đất cổ lên. Tống anh, ai đánh anh ơi. Anh em follow chủ Hồng nha. Tặng tay rồi. Chưa hai bây giờ cái này đâu tính tặng tay tiếng gì nữa. À, hai chạy xưa rồi á. Đại Phương anh quà bảo trong sức khỏe cho tôi mát với Dương Đức Em nha. Chào bạn Hạnh Phải đang mua hàng. Sao anh Đức rồi. Gà công nghiệp. Trần Trấn là gà công nghiệp. Cổ lên. Gà công nghiệp cổ lên. Gà công nghiệp quê đó kìa. Chưa thua. Gà công nghiệp đấy.